Chào mọi người, hôm nay mình lấy cái máy phát cỏ trâu vàng ra để lắp cái bát cước vào để phát cỏ cho mọi người xem nhé. Rất là khỏe. Đây, rồi lắp cái bát cước vào lại. Vụt siêu khỏe luôn. Đó. Giờ sẽ ra phát nha. Oh.
Thôi. Thôi thôi thôi. Phải như dãy luôn mọi người này. Như đi dãy luôn này. Ôi, tập phát này. Rồi, như đi dãy luôn. Phẳng lì luôn. Như cầm cuốc cái dãy. Ừ, rồi. Đấy, đoạn này vừa phát này. Như cầm cuốc cái dãy luôn. Rất là khỏe. Như cầm cuốc dậy nhỉ. Khỏe thật, công nhận. Được.